Thưa quý vị, phong trào Hezbollah đã tấn công một số địa điểm quân sự ở miền Bắc Israel và cao nguyên Golan trong chiều ngày 8 tháng 9 theo giờ địa phương, khiến quân đội Israel đáp trả bằng những cuộc không kích khiến 3 thường dân bị thương. Hezbollah ra tuyên bố thừa nhận thực hiện các vụ việc nêu trên, cho biết các chiến binh của lực lượng này đã tấn công khu vực Al-Zawra ở cao nguyên Golan bằng phương tiện bay không người lái UAV, nhắm mục tiêu vào các hệ thống phòng không vòm sắt và những vị trí quân sự của Israel để trả đũa các cuộc tập kích trước đó của Tel Aviv vào miền nam Liban. Hezbollah cũng xác nhận đã tiến hành cuộc tập kích bằng UAV vào căn cứ hải quân Ras Anakura của Israel nhằm đáp trả vụ tấn công ngôi làng Foraoun của Liban hôm 7 tháng 9, khiến 3 nhân viên phòng vệ dân sự tử vong. Cũng trong ngày 8 tháng 9, lực lượng phòng vệ Israel cho biết hệ thống phòng thủ của nước này đã đánh chặn được nhiều tên lửa của Hezbollah. Bộ Quốc phòng Iraq thông báo nước này và Mỹ đã nhất trí rút các lực lượng thuộc Liên minh quân sự do Washington dẫn đầu trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng theo từng giai đoạn. Hai bên có thể sẽ ký thỏa thuận cuối cùng trong vài ngày tới. Theo Bộ Quốc phòng Iraq, lực lượng liên quân sẽ rút khỏi các căn cứ ở thủ đô Baghdad và những khu vực khác của Iraq vào tháng 9 năm sau, sau đó là rút khỏi khu tự trị của người quốc ở miền Bắc trong tháng 9 năm 2026. Mỹ hiện triển khai khoảng 2.500 binh sĩ tại Iraq và 900 quân nhân ở Syria trong khuôn khổ Liên minh quốc tế chống IS do Washington dẫn đầu. Tình hình an ninh ở Iraq đã được cải thiện kể từ khi IS bị đánh bại vào năm 2017. Tuy nhiên, tàn quân của tổ chức khủng bố này đã trà trộn vào các trung tâm đô thị, sa mạc và những khu vực hẻo lánh, thực hiện các vụ tấn công nhỏ lẻ nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường. Các lực lượng an ninh Iraq tuyên bố có khả năng giải quyết tàn quân IS mà không cần hỗ trợ. Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình JDF, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã kêu gọi tăng cường nỗ lực để giải quyết xung đột tại Ukraine, đồng thời cho biết ông và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky cùng chia sẻ quan điểm rằng Nga nên tham gia hội nghị hòa bình này. Trước đó, một hội nghị hòa bình về xung đột tại Ukraine đã được tổ chức trong 2 ngày 15-16 tháng 6 tại Thụy Sĩ với sự tham gia của 78 quốc gia. Các bên đã bày tỏ ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, nhưng lại không đưa ra lộ trình rõ ràng cho bước đi tiếp theo. Nga đã không tham dự hội nghị này, Thủ tướng Olaf Scholz nhấn mạnh. Tôi tin rằng bây giờ là lúc chúng ta cần thảo luận về các giải pháp giải quyết tình hình quân sự và đạt được hòa bình sớm hơn so với dự kiến hiện nay. Bằng mọi cách, một hội nghị khác sẽ được tổ chức. Tổng thống Ukraine và tôi có cùng quan điểm rằng Nga nên có đại diện ở hội nghị này. Tuyên bố trên của Thủ tướng Olaf Scholz được đưa ra trong bối cảnh ông đang đối mặt với sự phản đối ngày càng gia tăng trong nước về sự ủng hộ của chính phủ dành cho Ukraine, bao gồm việc cung cấp tài chính và vũ khí. Các đảng phái dân túy phản đối việc hỗ trợ vũ trang cho Ukraine đã giành được kết quả khả quan trong cuộc bầu cử khu vực ngày 1 tháng 9, ảnh hưởng tới các đảng trong liên minh cầm quyền, gồm 3 đảng của Thủ tướng Olaf Scholz. Một số thành viên trong Đảng Dân Chủ Xã hội của ông cũng kêu gọi tập trung nhiều hơn vào giải pháp ngoại giao với Nga. Càng tiến về giai đoạn cuối của chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ, đặc biệt là thời điểm trước thềm cuộc tranh luận trực tiếp giữa hai ứng cử viên dự kiến diễn ra vào ngày mai. Cuộc cạnh tranh giữa ứng viên của Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump, và bà Kamala Harris, ứng viên của Đảng Dân Chủ, ngày càng gay gấn và xiết sao. Theo kết quả của cuộc khảo sát mới nhất do tờ New York Times và Siena College thực hiện, ông Trump đạt được 48% tỷ lệ ủng hộ so với 47% của bà Harris. Tuy nhiên, biên độ sai số là 3%. Điều này có nghĩa là bất cứ ứng cử viên nào cũng có thể giành chiến thắng, và cách biệt mà ông Trump tạo được so với đối thủ là vô cùng mong manh. Bên cạnh đó, khảo sát cũng cho thấy cử tri Mỹ cần có thêm thông tin về Phó Tổng thống Harris, trong khi ý kiến của công chúng về cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump gần như đã được xác định. Có 28% số người được hỏi cho biết họ cần có thêm thông tin về bà Harris, trong khi chỉ 9% có ý kiến như vậy về ông Trump. Kết quả khảo sát càng cho thấy cuộc tranh luận giữa ông Trump và bà Harris dự kiến diễn ra ngày 10 tháng 9 có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đây là cơ hội để bà Harris công bố chi tiết hơn về các chính sách tranh cử, song cũng là cơ hội để ông Trump củng cố các luận điểm của mình. Hầu hết các chuyên gia đều cho rằng với sự cạnh tranh sít sao như hiện nay, chỉ cần một lợi thế nhỏ cũng có thể đem lại kết quả tốt cho cả ông Trump cũng như bà Harris. Giới chức thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc vào ngày 8 tháng 9 cho biết tất cả các địa điểm văn hóa, thể thao và du lịch tại đây đã mở cửa trở lại trong bối cảnh siêu bão Yagi tiếp tục suy yếu.
Theo đó, các dịch vụ giao thông đường biển và hàng không tại Hải Nam cũng dần được nối lại trong ngày 8 tháng 9. Sân bay quốc tế Hải Khẩu, Mỹ Lan hoạt động từ trưa ngày 8 tháng 9, trong khi các sân bay tại Tam Á và Bắc Ngao đã mở cửa từ ngày 7 tháng 9. Hoạt động vận tải đường thủy cũng được nối lại từ 13 giờ ngày 8 tháng 9 theo giờ địa phương, trong đó ưu tiên vận tải hàng hóa. Các tuyến đường sắt cao tốc ở phía đông đảo Hải Nam cũng hoạt động trở lại từ trưa ngày 8 tháng 9, trong khi dịch vụ ở khu vực phía Tây vẫn đang bị đình chỉ. Sở Giao thông tỉnh Hải Nam đã cam kết đẩy nhanh các hoạt động phục hồi để cuộc sống sớm trở lại bình thường sau thiên tai. Trước đó, các nhà chức trách tỉnh Hải Nam Trung Quốc đã có cuộc họp báo thống kê thiệt hại do siêu bão Yagi gây ra. Theo đó, siêu bão này đã khiến 4 người thiệt mạng và 95 người khác bị thương. Hơn 526.000 người trên khắp Hải Nam đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão. Chính phủ Hàn Quốc ngày hôm qua đã chấp nhận đề xuất đàm phán 4 bên về vấn đề hạn ngạch thử nghi và kêu gọi cộng đồng y tế đưa ra kế hoạch riêng về hạn ngạch cho năm 2026 trong bối cảnh cuộc khủng hoảng y tế ở nước này ngày càng trầm trọng. Chính phủ Hàn Quốc đã hoan nghênh và đồng ý với đề xuất ngày 6 tháng 9 của Đảng Quyền lực Quốc dân PPP cầm quyền rằng cần thành lập một cơ quan tham vấn 4 bên bao gồm chính phủ, đảng PPP cầm quyền, đảng Dân chủ đồng hành DP đối lập và cộng đồng y tế để cùng tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng y tế đang diễn ra liên quan đến việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh y khoa. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết sẵn sàng bắt đầu cuộc thảo luận từ con số 0 liên quan hạn ngạch tuyển sinh năm 2026 nếu cộng đồng y khoa đưa ra lựa chọn hợp lý. Điều này cho thấy lập trường mới nhất của chính phủ có vẻ linh hoạt hơn vì đã sẵn sàng thảo luận về các lựa chọn tuyển sinh mà không có điều kiện tiên quyết hoặc kế hoạch cố định trong các cuộc đàm phán với cộng đồng y khoa. Tập đoàn sản xuất máy bay Boeing cho hay đã nhất trí về hợp đồng sơ bộ mới với những người đứng đầu nghiệp đoàn về việc tăng lương. Bước đi được cho là sẽ giúp ngăn chặn một cuộc đình công ở khu vực Seattle của Mỹ. Trong thông báo chung, Boeing và Hiệp hội Quốc tế Thợ máy và Nhân viên Hàng không đại diện cho hơn 30.000 nhân viên cho hay đã nhất trí về việc tăng lương 25% trong suốt thời gian hợp đồng có hiệu lực. Một số nội dung quan trọng khác gồm giảm gánh nặng chi phí chăm sóc sức khỏe đối với nhân viên, giảm thời gian làm thêm giờ bắt buộc, được nghỉ nguyên lương chăm sóc con cái trong 12 tuần. Ngoài ra, hai bên cũng cam kết sẽ xây dựng cơ sở chế tạo máy bay mới của Boeing ở khu vực Puget Sound. Dù vậy, thỏa thuận này sẽ phải chờ các nhân viên của Boeing thông qua. Đại diện nghiệp đoàn nhấn mạnh đây là thỏa thuận tốt nhất từng có nhờ vào sự đoàn kết thống nhất của nghiệp đoàn, đồng thời kêu gọi các thành viên xem xét một cách kỹ lưỡng văn bản này. Thưa quý vị, biến đổi khí hậu đã và đang tác động sâu sắc tới đời sống của con người. Những lời kêu gọi về hành động ứng phó cũng đã được đưa ra. Nhưng câu hỏi đặt ra là ai sẵn sàng hành động và hành động đến đâu? Tại Đức, một cậu bé mới chỉ 11 tuổi đã miệt mài suốt 2 năm với dự án trồng 17.000 cây xanh nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Một dự án của một cậu bé nhưng có thể đem lại những thay đổi lớn cho tương lai của nhiều người. Và đây cũng là câu chuyện sẽ được gửi tới quý vị trong phần cuối của bản tin An ninh Thế giới sau đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đây có thể là nhà hoạt động môi trường trẻ nhất nước Đức. Cháu muốn bảo vệ môi trường với dự án trồng cây xanh của mình. Cháu muốn trồng rừng. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc ước tính, trong hơn 30 năm qua, thế giới đã mất đi khoảng 420 triệu hectare rừng, lớn hơn diện tích của cả EU. Nhưng ở Đức, một khu rừng mới đang phát triển, được trồng bởi cậu bé mới 11 tuổi Lenny Kraut, một nhà hoạt động khí hậu trẻ tuổi và rất tận tụy. Tất cả bắt đầu với một ý tưởng đơn giản, thế giới cần nhiều cây hơn. 17.000 cây non đã được trồng trong một khu vực có diện tích bằng 3 sân bóng đá. Rồi đây, khu vực này sẽ hình thành một khu rừng hoàn toàn mới, gần với quê hương của Lenny ở Kaben, phía tây nước Đức. Lenny đã tự mình thực hiện hầu như tất cả. Lúc đó cháu đang đi nghỉ cùng gia đình ở đảo Crete, đất đai ở đó rất khô cằn. Trên đường trở về, mọi người đã trò chuyện về biến đổi khí hậu và những thứ khác. Cháu chợt muốn làm điều gì đó về cuộc khủng hoảng khí hậu và cháu không muốn thị trấn của mình trông như vậy. Vì thế cháu bắt đầu kêu gọi quyên góp. Nhiều người đều cảm thấy họ nên làm gì đó, nhưng Lenny thì thực sự hành động. Trong 2 năm, Lenny huy động được khoảng 32.000 euro. Thị trấn của cậu bé đã cung cấp đất và quyên góp thêm cho tròn 40.000 euro. Một cán bộ kiểm lâm đã giúp Lenny chọn những cây tốt nhất để trồng.
Tôi nghĩ dự án thật tuyệt vời. Tôi đã làm kiểm lâm trong 30 năm qua, nhưng chưa bao giờ có cơ hội tái tạo rừng trên một diện tích lớn như vậy. Những cây con được trồng ở đây phát triển khá tốt trong điều kiện khí hậu khô và nóng. Lenny ấp ủ dự án từ một văn phòng nhỏ trong sân nhà. Cậu bé gần như ngâm mình ở đây mỗi ngày, vẽ phích và vạch ra từng bước thực hiện. Trong 2 năm, dự án ngày càng phát triển. Đầu tiên cháu liên lạc với thị trưởng vì cháu không thể trồng những cây ngẫu nhiên ở một nơi bất kỳ. Sau đó cháu chạy khắp nơi để quyên góp. Cháu cũng liên lạc với một số công ty, rồi sau đó các nhóm phóng viên truyền hình xuất hiện dù cháu chưa bao giờ liên lạc với họ. Lenny cũng nhận được sự ủng hộ của toàn bộ thị trấn và cha mẹ mình. Tất cả chúng tôi đều vô cùng tự hào về Lenny vì con đã quyết tâm và làm được điều đó. Con đã kiên trì trong hơn 2 năm và không bỏ cuộc. Đối với một đứa trẻ, đó là một khoảng thời gian vô cùng dài. Người đầu tiên cháu nhấn chuông để kêu gọi quyên góp là nhà hàng xóm và họ đã cho cháu 3 euro. Khoản quyên góp nhỏ đầu tiên đó là khởi đầu cho khu rừng đang phát triển hiện nay. Được Lenny truyền cảm hứng, thị trấn Carbon đang có kế hoạch tái tạo nhiều khu vực rừng hơn, trong khi cậu bé cũng đang ấp ủ những kế hoạch mới để mở rộng dự án ý nghĩa của mình.